Thời điểm này, nông dân trồng rau tại huyện Cần Đức và Cần Duộc, hai địa phương chiếm phần lớn diện tích trồng rau của tỉnh, đang giảm diện tích canh tác. Đến nay, diện tích trồng rau toàn tỉnh chỉ khoảng 6.100 ha, bằng 53% so với kế hoạch, đã thu hoạch gần 2.000 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện Cần Chùa, Cần Đức, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Mộc Quá, Thành Quá, Đức Quệ, Thị xã Kiến Tượng, Đức Quà. Trước Tết thì nhu cầu của tiêu người tiêu dùng thì tăng cao nhưng qua Tết thì cũng hơi giảm cũng khoảng từ khoảng 10 đến 15%. Giá rau trên thường hiện thời cái này là tương đối cao. Cái bài xanh thì 15 ngàn ký, cái ngọt thì nằm giá 10 ngàn. giá đó nông dân thì có lãi, sẽ sống được. Theo bà con nông dân, việc giảm diện tích là do nhu cầu tiêu thụ sau Tết thường chậm lại. Đến nay bà con không dám xuống chống ồ ạt. Mặt khác, một số địa phương đang chuẩn bị bước vào mùa khô, thiếu nước, nên nông dân hạn chế mở rộng diện tích nhất là tại quyện cần chùa. riêng các khu vực tại quyện cần nước dù không thiếu nước nhưng bà con nông dân vẫn tạm ngưng xuống giống để cải tạo đất sau khoảng thời gian trồng phục vụ tết